Xin kính chào toàn thể các bác đã quay trở lại với một video của điện tử Khánh Hương. Trước mắt các bác là một bộ cấu hình karaoke của Motivity. Motivity cũng là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng trong thời gian vừa qua, được rất là nhiều các bác tin tưởng và mua sắm cho gia đình của mình để hát karaoke và nghe nhạc. Hôm nay em cũng phối ghép cho các bác để các bác có một cái sự lựa chọn nữa cho gia đình nhà mình. Nào, trước mắt các bác là một đôi loa Motivity Bass 30 và một tép kèn công suất 350W. Tiếp theo nữa là một cục đẩy Motivity MV650 650W một kênh, một chiếc súp điện Bass 40 của Motivity, một đôi loa Bass 30 của Motivity rất là đẹp. Motivity thì cũng có rất nhiều là cái mã PHN, AL và MV. Thì cái mã MV là cái mã là đẹp nhất, bắt mắt nhất, trang trí rất là đẹp trong cái khuôn phòng của gia đình. Một chiếc súp điện Bass 40 thì cũng rất là, súp này là gọi là súp hầm, cũng rất là đẹp, thon gọn, cho một tiếng bass rất là sâu, mềm, rất là lực, rất là phù hợp để hát karaoke và nghe nhạc trong cái khuôn phòng từ 40 đến 50 mét vuông. Em kết hợp hôm nay là một chiếc lưng tiếng F18 và một chiếc vang cơ nai số. Xin gửi tới toàn thể các bác một đoạn karaoke. Lì 1 2 3. Lì 1 2 3. Mưa khuya hát hiu xuyên qua mạnh tình ngăn cách rồi. Đêm qua trăng đêm mơ thương hình bóng cô xa xôi. Em ơi bước đi xa nhau rồi, ngày vui đâu còn. Đèn vàng nhòa sương chưa tắt, khu phố xưa lạnh buồn tênh. Hôm em bước lên xe hoa thêm nhà tươi pháo hồng. Em ơi pháo vui như vô tình sẽ nát tim ai. Bao nhiêu ước mơ nay phải tàn tình ơi. Dù duyên chưa thăm chuyến đò xưa sao lỡ quên. Thương con thương những chiều đời chưa biết nhiều, nghẹn ngào nhìn nhau không sâu. Vâng, thưa toàn thể các bác, bộ karaoke như thế này hát rất là hay, tiếng rất là nhẹ, trong trẻo, echo dè vọt rất là dẻo, chỉ có 25 triệu. List 1 2 3 4 5 6.
Đợt này em khuyến mại rất là sâu, một chiếc lưng tiếng, một chiếc vang cơ nai số, rất là dễ chỉnh. Ai cũng có thể là chỉnh được, tùy theo cái sở thích của các bác. Xin mời các bác ngắm kỹ lại một bộ karaoke như thế này cho gia đình, phù hợp với không gian từ 40 đến 50 mét vuông. Em sẽ quay chi tiết kỹ hơn về một cái sản phẩm karaoke tuyệt vời của hãng MoreTVT MV Bass 30. Một bộ cấu hình karaoke như này phải nói là rất là hoàn hảo. Các bác quan tâm xin liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại hiện trên màn hình. Bác vui lòng đăng ký kênh và ủng hộ cho điện tử Khánh Hương ngày càng được phát triển hơn. Xin cảm ơn tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.